Với dòng chép đom này thì các bạn có thể gắn lên dàn âm thanh mini hoặc là các bạn có thể gắn lên trên ô tô. Đấy, thì chất âm nó nghe đều cực kỳ hay nhé. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn khi mà nó chạy rời nhé, chỉ gồm kèm tụ để các bạn cùng lắng nghe âm thanh của nó. Ở đây mình sẽ gắn cho nó hai con tụ 2.2 microfarad tụ rời và các bạn cùng lắng nghe âm thanh của nó nhé. Tiếng của nó rất là nảy, nghe vang. Cái này khi mà mình nghe trong một cái âm thanh diện tích mà nó nhỏ vừa phải thì nghe rất là ấm và rất là hay. Màng lụa nha các bạn. Đấy. Và bây giờ mình sẽ gắn nó đấy, ở trên con một cái con loa mini như thế này đó, để về các bạn và các bạn cùng lắng nghe âm thanh của nó nha. Nghe rất là bén nhuyễn luôn, đặc trưng của cái dòng loa chép dom là như vậy. Nghe nhạc rất là hay, cực kỳ hay. Vâng, và xin chào tất cả các bạn, là mình trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn đến một cái dòng loa chép dom màng lụa đấy, của Dali Đan Mạch. Đó, có mã của nó là M8 nha các bạn. Đấy, M8 đây. Dali Đan Mạch M8. Đó, công suất là 120W, độ nhảy 92 decibel và trở kháng của nó là từ 4 đến 8 ohm các bạn nhé. Đấy, rất là xịn sò. Con này thì cái dòng màng lụa các bạn này. Đó. Đấy, màng nó rất là đàn hồi, rất là tốt. Đó, nó sẽ cho cái nó sẽ tái tạo cái giải âm thanh của cái phần giải chép nên nghe rất là sướng tai. Thế vừa rồi mình đã test cho các bạn thông qua một con tụ. Đấy, và khi mà mình ghép là trên cái phần một cái giải âm thanh mini như thế kia. Đó, thì các bạn đã nghe âm thanh của nó rồi. Bây giờ mình sẽ đo kích thước cho các bạn, để các bạn có thể phối ghép đấy, như ví dụ như là các bạn lắp trên ô tô cũng rất là ok, hoặc là các bạn lắp lên những cái dàn âm thanh loa vi tính này, hoặc là các cái dàn âm thanh mini nhỏ này, hoặc kể cả những cái dàn âm thanh những cái loa công suất vừa thì nghe của nó bổ sung tiếng chép cũng rất ok các bạn nhé. Đây, kích thước lỗ của nó ở đây là 6.5 này. Đấy, lỗ của nó là 6.5. Bề ngang của con này, phủ bì bề ngang của nó là 4.5. Đấy, tổng chiều dài từ đầu đến cuối của nó là 8 nha các bạn. Đó. Phần sau của nó thì các bạn sẽ cần lưu ý nó có hai cái cữ. Một là cái phần mà mình sẽ lắp dây tụ vào cho nó này, thì kích thước của nó ở đây nó sẽ là 4 nha các bạn. Còn cái phần mà vành tròn ở bên trong này của nó này. Đấy, vành tròn bên trong của nó cả ngoài của nó là 4.5 nhé. 4.5. Đó. Thì có 4.3, 4.3 thì khi mà các bạn lắp thì nó sẽ chừa ra một cái vành nhỏ nhỏ như này. Đấy. Để các bạn lắp vào. Đấy, giống như con này này. Đấy, giống như con này bạn này. Đấy, đây nhá. Đó là mình lắp vào rồi đây. Đấy, mình lắp vào. Đó. Thì trông nó khá là gọn như thế này. Đấy. Thì chất lượng âm thanh của nó thì các bạn vừa rồi các bạn đã nghe rồi, dòng chép dom này đặc trưng của nó là nghe rất tiếng rất là mịn màng. Rất là mịn màng. Đấy, cái màng dao động của nó tái tạo âm thanh của phần giải trung và giải cao, nó hỗ trợ giải giải cao và dạng trung cao rất là tốt. Đấy. Nghe đặc biệt là nhạc vàng nghe tí tách luôn. Đấy, nhạc không lời vừa rồi mình test nhạc không lời thì các bạn nghe rồi. Đó là rất là ok nhá. Đó. Bên mình về khá là nhiều cái dòng chép này. Đấy, thì vừa về được chưa lên sóng thì đã bán được một số lượng cũng gần chục cặp rồi. Đấy, ở đây là mình vẫn còn nha các bạn. Đấy, mình sẽ còn một hộp khoảng 20 cặp nữa. Đó. Thì bác nào mà có nhu cầu về cái dòng sản phẩm này thì mình có thể là liên hệ với bên Eway Bình Tân của bên mình. Eway 301 Bình Tân, số điện thoại mình để ở trên màn hình nha các bạn. Đó, các bạn cần tư vấn và phối ghép cái dòng này cho những cái âm thanh của các bạn như thế nào, các bạn có thể là liên hệ để bên mình sẽ cho các bạn thông tin cũng như là những cái việc mà tư vấn sao cho nó phù hợp nhất như gọn nhé. Con này thì các bạn có thể gắn một con tụ 2.2 hoặc 1.5 đấy, hoặc 3.3 đều được, hoặc các bạn có thể đi qua phân tần đều ok đấy. Đó, nhưng nhất định phải có một con tụ nha các bạn. Đó, thì nó sẽ giúp cản cái âm trầm và âm trung, thì nó cho ra tiếng chép hay hơn. Đó, và nó sẽ bảo vệ cái loa chép này không bị cháy.
giá của con sản phẩm chép Dali M8 này nhé là 350.000 một cặp, đã bao gồm phí vận chuyển và tặng tụ cho các bạn. Đấy, tặng tụ cho các bạn. À, rất là đẹp. Nó có hình như là cái thuyền giống như là nó giống như là cái thuyền vàng vậy đó. Đấy. Rất là đẹp. À, hình oval. Đó các bạn nhé, chép Dali M8. Đó. Trước khi kết thúc chương trình này, mình mời các bạn sẽ cùng nghe lại âm thanh của nó khi mà mình sẽ gắn qua cái con dàn mini kia các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ gắn nó, mình sẽ cho nó chạy qua tụ nhé các bạn. Đây, mình sẽ chuyển sang cái kênh của tụ này để cho các bạn cùng nghe. Và video của mình sẽ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm này, vui lòng liên hệ Eway 301 Bình Tân. Số hotline là 0911 851 444. Các bạn yêu mến video, vui lòng cho mình một đăng ký kênh và một like để nhận được các cái sản phẩm mới nhất mà bên mình đăng lên thường xuyên mỗi ngày. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào.